Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 1 tháng 8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.